Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay thứ Bảy ngày 9 tháng 6 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Quang làm việc với tỉnh Thái Bình về kinh nghiệm xây dựng mô hình hệ thống cấp nước sạch tập trung. Ủy ban Nhân dân xã Tân Dân điển hình cán bộ nêu cao tinh thần trách nhiệm trước dân. Gặp gỡ anh hùng lao động nông nghiệp Phạm Thị Vách, người hai lần được nhận huy hiệu Bác Hồ. Khởi tố và bắt giam hai đối tượng trong vụ lái xe nhà xe Trường Minh và nhóm đối tượng đánh hành khách ở xã Tân Phúc, huyện Ân Thi. Mục an toàn giao thông phản ánh về việc vạch chỉ dẫn làn đường trên quốc lộ 5M gây khó khăn cho các phương tiện tham gia giao thông. Thưa quý vị và các bạn, ngày 8 tháng 6, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì, đã có buổi làm việc tại tỉnh Thái Bình về kinh nghiệm xây dựng mô hình hệ thống cấp nước sạch tập trung tại tỉnh Thái Bình. Theo báo cáo của tỉnh Thái Bình, trước năm 2012, hoạt động cấp nước còn nhiều hạn chế, không đảm bảo số lượng chất lượng nước phục vụ nhân dân. Trước tình hình đó, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình đã có chủ trương và ban hành các nghị quyết quyết định cơ chế chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý khai thác cấp nước sạch. Ưu đãi về tiền sử dụng đất, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tạo nguồn nước, ưu đãi về thuế, qua đó thu hút đa dạng các nguồn lực đầu tư vào lĩnh vực nước sạch. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân tham gia đấu nối sử dụng nước sạch, hỗ trợ gia đình chính sách, hộ nghèo khi dùng nước, bảo đảm chất lượng cấp nước tới người dùng. Đến hết tháng 5 năm 2018, tỉnh Thái Bình đã có hệ thống cấp nước sạch đạt tiêu chuẩn tới 100% người dân. Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Minh Quang cùng các đại biểu đã tập trung trao đổi với đại diện tỉnh Thái Bình về kinh nghiệm triển khai công tác xây dựng hệ thống cấp nước sạch, các nội dung liên quan đến việc huy động vốn, công tác quản lý, thẩm định và hỗ trợ đầu tư xã hội hóa trong cấp nước sạch, mức giá tiêu thụ nước sạch. Cùng ngày, đoàn công tác đã tham quan thực tế tại một số công trình cấp nước sạch tập trung trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Mặc dù cơ sở hạ tầng đã đáp ứng yêu cầu, nhưng số thủ tục hành chính điện tử thực hiện tại huyện Văn Lâm còn thấp. Đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2018, bộ phận một cửa của huyện Văn Lâm có 136 thủ tục hành chính ở 15 lĩnh vực như nội vụ, công thương, văn hóa, tài chính, được thực hiện ở mức độ 3, tức là người dân có thể nộp hồ sơ, giấy tờ thông qua Internet mà không cần đến trụ sở làm việc. Mặc dù cơ sở hạ tầng đã đáp ứng yêu cầu nhưng số lượng thủ tục hành chính điện tử được thực hiện lại rất thấp. Sau gần một năm thực hiện, bộ phận một cửa của huyện Văn Lâm đã tiếp nhận 9 hồ sơ điện tử, hầu hết là của các doanh nghiệp. Nguyên nhân chủ yếu là do người dân vẫn chưa quen thuộc, thiếu thông tin về hình thức nộp hồ sơ này. Để cải thiện tình hình, huyện Văn Lâm đang đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức như qua loa truyền thanh, tờ rơi và tư vấn trực tiếp. Do làm tốt công tác quản lý đất đai, nên hiện xã Hùng Cường, thành phố Hưng Yên không có trường hợp nào vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp. Xã Hùng Cường, thành phố Hưng Yên có tổng số gần 350 ha diện tích đất nông nghiệp. Thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ năm 2014 đến nay, xã Hùng Cường đã chuyển đổi được gần 19 ha, chủ yếu trồng cây ăn quả cho giá trị kinh tế cao như nhãn, cam, bưởi. Tuy nhiên, điều đáng nói là trong khi rất nhiều hộ trên địa bàn tỉnh ta lợi dụng việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, sau đó xây dựng nhà, công trình trên đất nông nghiệp, thì tại xã Hùng Cường không để xảy ra trường hợp nào vi phạm. Phát huy cái trách nhiệm của quản lý nhà nước, của chính quyền trong cái việc quản lý nhà nước về đất đai, khi mà phát hiện ra các cái trường hợp vi phạm thì đã kịp thời xuống ngăn chặn. Và thứ hai nữa, nếu trường hợp mà cố tình vi phạm thì sẽ tổ chức là cưỡng chế ngay từ ban đầu, không để khi mà các hộ gia đình vi phạm mà xây dựng cái công trình nó quá lớn thì nó sẽ rất là khó khăn trong cái việc mà giải phóng. Những năm trước đây cũng có một vài trường hợp vi phạm. Thế nhưng mà do làm tốt cái việc ngăn chặn và kết hợp với cái sự vào cuộc của các ban ngành để tuyên truyền thì cái việc vi phạm là đến nay thì hầu như không có. Xử lý đất dôi dư xen kẹp là nhiệm vụ quan trọng giúp tăng nguồn thu ngân sách địa phương để phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên việc này ở xã Nhân La, huyện Kim Động có dấu hiệu trì hoãn, lơ là trong thời gian gần đây.
từ năm 2016 đến hết năm 2017, xã Nhân La mới xử lý được 1.134 m² đất dôi dư của 11 hộ dân, thu trên 650 triệu đồng. Từ đầu năm 2018 đến nay, xã không thu thêm được đồng nào từ xử lý đất dôi dư và là một trong những xã có tiến độ thu tiền xử lý đất dôi dư chậm và thấp nhất huyện Kim Động. Hiện xã vẫn còn 3.400 m² chưa xử lý được, tập trung nhiều ở thôn Mát. Nguyên nhân là do xã chưa xác lập được nguồn gốc đất, có nhiều trường hợp vi phạm đất đai và việc xử lý tốn nhiều kinh phí, khiến nhiều bà con trong xã không muốn làm. Bên cạnh đó, sự vào cuộc thiếu tích cực của hệ thống chính quyền, quá trình thực hiện còn trì hoãn, không diễn ra thường xuyên liên tục, cán bộ đảng viên chưa gương mẫu thực hiện, khiến việc xử lý đất dôi dư của xã Nhân La chậm. Những năm gần đây, nhiều hộ dân ở huyện Phù Cừ mở rộng diện tích trồng sen cho hiệu quả kinh tế cao, tiêu biểu là mô hình trồng 30 mẫu sen của gia đình chị Doãn Thị Lan ở xã Đình Cao. Nhận thấy sen là loại cây dễ trồng lại đang được thị trường ưa chuộng, chị Lan đã thầu 30 mẫu ruộng trũng để trồng sen. Gia đình chị tiên phong đưa giống sen xanh vào trồng ở Phù Cừ. Giống sen này cho năng suất cao gấp 3,5 đến 4 lần so với sen thường, hạt to và đều, không cần nhiều nước nên phù hợp với ruộng trũng. Sen thu hoạch từ đầu tháng 6 đến hết tháng 8 dương lịch, mỗi sào chị thu được khoảng 2.000 bông hoa sen và 80 kg hạt sen tươi. Với giá bán bình quân 20.000 đồng, 10 bông hoa sen và 40.000 đồng 1 kg hạt sen tươi, mỗi sào cho thu lãi khoảng 3 triệu đồng. Thương lái đến tận ruộng thu mua để bán đi Hà Nội, Hải Phòng, gia đình chị thu lãi từ 500 đến 700 triệu đồng một năm. Nhằm phát huy ưu thế của vùng đất trũng giảm diện tích trồng lúa kém hiệu quả, nông dân Vũ Thay Hoàng và Vũ Duy Núi ở xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ đã tích cực học hỏi, nghiên cứu, đưa mô hình sen canh lúa cá vào sản xuất cho hiệu quả kinh tế cao. Năm 2015, sau khi canh tác không hiệu quả, anh Hoàng và Núi thuê thêm đất đổi ruộng để mở rộng diện tích trên 2 hectare xây dựng hệ thống mương bờ kè cấy lúa kết hợp nuôi cá. Với ưu thế về nguồn thức ăn hữu cơ dồi dào là cỏ và rơm rạ, nên các giống cá phát triển tốt, nhanh lớn, chất lượng thịt chắc, thơm, giá bán thường cao gấp 1,3 lần giá thị trường. Nhờ hệ thống mương, nước tưới tiêu hợp lý, nên diện tích lúa cũng cho năng suất cao, đạt 2,5 tạ một sào một vụ. Sau 2 năm triển khai, mô hình đã mang lại hiệu quả rõ rệt, trừ chi phí mỗi năm thu lãi trên 300 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, Tân Dân là xã có diện tích lớn nhất của huyện Khoai Châu với gần 1.700 ha, dân số gần 15.000 người. Trong những năm qua, nhờ nêu cao tinh thần trách nhiệm trước dân mà các phong trào thi đua tại địa phương thu được nhiều kết quả nổi bật. Việc giải quyết xử lý các điểm gợn về bất an ninh trật tự, tệ nạn xã hội của cán bộ chính quyền nơi đây được nhân dân đánh giá cao. Xóm Dạ trước kia vốn là điểm nóng về ma túy trộm cắp của xã Tân Dân và của cả huyện Khoái Châu, nay đã mang diện mạo khác bởi sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an xã cùng với quần chúng nhân dân trong phong trào đấu tranh tố giác tội phạm. Từ năm 2015 đến nay, lực lượng công an xã đã triệt phá bắt giữ trên 20 đối tượng nghiện, tàng trữ ma túy, giao cho cơ quan chức năng xử lý, góp phần làm giảm tình trạng trộm cắp và tệ nạn ma túy ở địa phương. Trước đây đi ra đường thì ma túy thì cũng thấy nhiều người nghiện, nhiều người qua lại đây. Nhưng mà bây giờ thì nó không còn nữa. Ngày xưa là cái đây là nó là một dãy, coi là nhà ranh vách nát. Nhưng mà bây giờ nó như thế này thì nó là đổi mới quá nhanh. Công khai, dân chủ và lắng nghe ý kiến đóng góp chính đáng của quần chúng nhân dân, đây là điểm mấu chốt để Tân Dân có sự đồng thuận cao trong triển khai thực hiện các phong trào tại địa phương như phong trào hiến đất làm đường, xã hội hóa xây dựng đường điện chiếu sáng tại các thôn xóm và đấu tranh ngăn ngừa các tai tệ nạn xã hội. Kết quả gần 30 km đường làng ngõ xóm được nhân dân và địa phương mở rộng bê tông cứng hóa, chuyển dịch cơ cấu cây trồng được đẩy mạnh góp phần nâng cao đời sống nhân dân. Xã được công nhận xã nông thôn mới từ năm 2017, giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 200 triệu đồng một hecta một năm, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 50 triệu đồng một người trên năm. Các vấn đề nảy sinh trong quá trình phát triển tại địa phương như ô nhiễm môi trường do chăn nuôi, tạo sân chơi luyện tập thể thao cho đến những ý kiến kiến nghị khác, nhân dân đều được xã giải quyết dứt điểm, không để tồn đọng đơn thư kéo dài.
Và đối với cán bộ xã Tân Dân là luôn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm vì nhân dân và vì tập thể và ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân. Đối với Ủy ban dân xã Tân Dân thì đảng thì được đánh giá là một trong đảng bộ trong sạch vững mạnh nhiều năm, được tỉnh ủy biểu dương khen thưởng. Thứ hai là đối với chính quyền xã thì 10 năm gần đây là được Ủy ban nhân tỉnh công nhận là xã đạt chính quyền sạch vững mạnh tỉnh và xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016. Và hiện nay thì xã đang phấn đấu xây dựng đề án để là phấn đấu đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu. Đạt được nhiều kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội, mấy năm gần đây, Tân Dân trở thành xã điển hình của huyện Khoái Châu và một trong ba đơn vị cấp xã được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen tại lễ kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Cháu đã làm tốt rồi, phải học tập để làm tốt hơn nữa, phải gần gũi, học nhân dân để làm. Đó là lời Bác Hồ căn dặn khi người trao huy hiệu lần thứ hai cho bé Vách. Kể từ đó đến nay, bé Vách ngày đó và anh hùng lao động nông nghiệp Phạm Thị Vách ngày nay luôn khắc sâu lời dạy của Bác, ra sức học tập hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Ngày 1 tháng 10 năm 1958, Đại Công trình Thủy lợi Bắc Hưng Hải chính thức được khởi công. Đó cũng là ngày bà Phạm Thị Vách khi đó mới 18 tuổi, ở xã Hồng Cường, huyện Kim Động, nay là thành phố Hưng Yên, có mặt và gắn bó với công trường suốt 7 tháng liên tục cho đến ngày khai đập mở cống dẫn nước vào đồng ruộng, mùng 1 tháng 5 năm 1959. Tại đây, bà cùng với đội thủy lợi xã Hồng Cường, huyện Kim Động đã có nhiều sáng kiến, phá vỡ nhiều kỷ lục trong thành tích lao động. Với những thành tích đặc biệt trong phong trào làm thủy lợi, bà Phạm Thị Vách hai lần được nhận huy hiệu Bác Hồ, trong đó có một lần Bác trực tiếp trao tặng huy hiệu của người cho bà, và tên gọi bé Vách cũng xuất phát từ đây. Tôi được tặng huy hiệu chiến sĩ thi đua 4 năm, 58, 59, 60, 61, nhưng mà năm 60 Bác về Hưng Yên, hội nghị thủy lợi của Hưng Yên thì Bác lên quảng trường, nhân dân Hưng Yên tập trung đón Bác rất đông. Bác lên quảng trường, Bác bảo cán bộ và nhân dân Hưng Yên có nhất trí cho Bác tặng huy hiệu lần thứ hai cho bé Vách không? Lúc bấy giờ tôi ngồi dưới đứng người tôi run mà tôi khóc, tôi không đứng lên để nhận huy hiệu được. Mà đồng chí Lê Quý Quỳnh, bí thư tỉnh ủy dắt tay tôi lên để Bác tặng huy hiệu cho tôi. Ngoài thành tích 4 năm liên tục đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc tại Đại hội Liên hoan Anh hùng chiến sĩ thi đua toàn quốc năm 1962, bà Phạm Thị Vách khi đó mới 22 tuổi đã được vinh dự tuyên dương là kiện tướng trên công trường Bắc Hưng Hải, anh hùng lao động nông nghiệp và được tặng thưởng huân chương lao động hạng nhất. Tuy nhiên, với bà, lời căn dặn của Bác dành cho bà mới thật sự ý nghĩa, là động lực thôi thúc bà phấn đấu vươn lên trong suốt cuộc đời mình. Xong Bác dặn tôi là thôi, cháu đã làm tốt rồi thì phải làm tốt hơn nữa và học tập quần chúng để mà làm. Tôi nghĩ những cái câu ý thấm thía cho tôi suốt đời công tác mà cho đến bây giờ tôi cũng không quên được. Trong quá trình công tác tôi cũng có nhiều ngành, ban nọ ngành kia, đến cuối cùng là phó bí thư thường trực huyện ủy về hưu đấy. Khi tôi làm cái gì tôi cũng đều có cái cân nhắc làm sao đúng. Làm theo lời Bác dạy, Phạm Thị Vách đã chăm chỉ học tập, tích cực công tác và từng bước trưởng thành, đảm đương tốt nhiều công việc xã hội, từ cương vị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã đến đại biểu Quốc hội các khóa 3, 4, 5 cho đến lúc nghỉ hưu và là Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Kim Thi. Giờ đây khi đã ở tuổi 80, bà tự hào kể rằng bà sống rất thanh thản vì đã luôn hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Liên quan đến vụ lái xe nhà xe Trường Minh cùng nhóm đối tượng đánh bị thương hai hành khách ở xã Tân Phúc, huyện Ân Thi, ngày 8 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Ân Thi đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Trường, sinh năm 1968, trú tại thôn Cù Tu, xã Xuân Trúc, là lái xe du lịch thuộc nhà xe Trường Minh, và Lương Văn Soi, sinh năm 1990,
trú tại thôn Trúc Đình xã Xuân Trúc về tội danh gây rối trật tự công cộng. Ngày 1 tháng 6, anh Trần Huy Yên cùng vợ là cán bộ địa chính xã Tân Phúc và hai con trai tham gia chuyến du lịch tại Móng Cái do công đoàn xã Tân Phúc tổ chức. Đến ngày 3 tháng 6, trên đường về thì xảy ra to tiếng giữa anh Yên và Trường là lái xe du lịch mang biển kiểm soát 89B00624 chỉ vì chuyện trẻ con uống sữa, nôn chớ trên xe ô tô. Do bực tức, đến khoảng 17 giờ 30 phút ngày 3 tháng 6, khi xe về đến Ủy ban Nhân dân xã Tân Phúc, Trường gọi Lương Văn Soi và một số đối tượng khác đến để dằn mặt anh Yên. Tại đây, hai bên xảy ra xô xát đánh nhau và sử dụng hung khí như dao, gậy, gạch. Cuộc ẩu đả đã khiến anh Trần Huy Yên và anh Bùi Văn Công, sinh năm 1984, trú tại thôn Đảo Xá, xã Đảo Dương bị thương và hiện phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Phố Nối. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Ân Thi đã bắt tạm giam Nguyễn Văn Trường và Lương Văn Soi về tội danh gây rối trật tự công cộng và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Nhằm tạo sân chơi an toàn, bổ ích và phát huy năng khiếu của các cháu nhỏ, dịp hè năm 2018 này, Nhà văn hóa thiếu nhi tỉnh đã tổ chức nhiều lớp học năng khiếu cho các em học sinh. Nhà văn hóa thiếu nhi tỉnh đã tổ chức 14 loại hình năng khiếu như bơi lội, cầu lông, bóng đá, võ thuật, luyện chữ đẹp, aerobic, múa, tổ chức lớp học kỹ năng sống với các chuyên đề, học làm người có ích, tập làm chú bộ đội và tham gia các hoạt động dã ngoại. Hiện các lớp học năng khiếu đã thu hút gần 600 học sinh tham gia. Qua các lớp học nhằm giúp các em bộc lộ tài năng, học hỏi thêm kinh nghiệm sống, đồng thời được vui chơi trong môi trường an toàn, bổ ích và có thêm kiến thức phòng tránh các tai nạn xã hội. Đáp ứng nhu cầu bơi lội và học bơi của thanh thiếu niên, dịp hè năm nay, trên địa bàn huyện Văn Giang có mô hình bể bơi di động, góp phần triển khai chương trình phổ cập bơi cho học sinh. Điểm bể bơi di động đặt ở xã Phụng Công do Công ty Cổ phần Giáo dục Iris Việt Nam đầu tư và quản lý. Bể bơi có diện tích 200m², làm bằng vải bạt cao cấp, độ sâu từ 80cm đến 1m. Bể bơi có hệ thống lọc nước tuần hoàn xử lý nước hàng ngày nên đảm bảo vệ sinh. Hàng ngày, bể bơi di động thu hút khoảng 200 trẻ em trong huyện Văn Giang đến học bơi. Ngoài việc đáp ứng nhu cầu bơi lội hàng ngày của thanh thiếu niên, Công ty Cổ phần Giáo dục Iris Việt Nam còn tổ chức các lớp dạy bơi và trang bị kỹ năng xử lý khi gặp những tình huống nguy hiểm dưới nước. Điểm bể bơi di động thuận tiện này giúp cho trẻ em huyện Văn Giang có nơi học bơi an toàn, sạch sẽ để phòng chống tai nạn đuối nước. Thưa quý vị và các bạn, trên đường 376, đoạn qua huyện Yên Mỹ, hiện nay có hàng chục hộ dân lấy mặt đường để làm sân phơi thóc gây mất an toàn giao thông. Qua ghi nhận, trên đường 376 đoạn qua huyện Yên Mỹ có tới gần 50% diện tích bề mặt đường bị các hộ dân chiếm dụng để làm sân phơi thóc. Nhiều nơi đường đã hẹp cộng thêm lòng đường bị thóc lấn chiếm đến hơn 1/3 diện tích đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại của các phương tiện giao thông. Nhiều xe ô tô đi qua đây đã phải dừng lại để tránh các phương tiện đi ngược chiều hoặc đè lên cả thóc để đi. Nguy hiểm hơn, nhiều hộ dân còn mang thóc ra phơi ngay tại khúc cua gấp, càng làm cho tình hình trật tự an toàn giao thông trở nên phức tạp. Để bảo đảm an toàn giao thông, đề nghị huyện Yên Mỹ cần tuyên truyền để người dân không phơi thóc ra đường, đồng thời xử lý nghiêm đối với các trường hợp cố tình vi phạm. Thời gian gần đây, người dân sống dọc tuyến đường 379B đoạn qua địa bàn thị trấn Văn Giang rất bức xúc về tình trạng ô nhiễm môi trường và mất an toàn giao thông trong quá trình thi công đường ống nước mặt sông Đuống. Qua ghi nhận, trên tuyến đường 379B, nhiều đoạn đã thi công nhưng chưa hoàn trả mặt đường êm thuận, gây mất an toàn giao thông. Một số ổ gà hố lớn trên đường được đơn vị thi công đậy tạm bằng tấm sắt bản lớn đã làm ảnh hưởng đến quá trình tham gia giao thông của các phương tiện. Theo người dân, đã có một số vụ tai nạn giao thông xảy ra vào những hôm trời mưa khi các phương tiện đi qua bị trơn trượt bởi những tấm tôn đậy tạm. Một số đoạn qua trung tâm thị trấn Văn Giang vẫn còn gồ ghề, lồi lõm do không được lưu lèn chặt, lún sụt, đọng nước gây khó khăn cho việc tham gia giao thông. Được biết, cơ quan chức năng đã có văn bản nhắc nhở chấn chỉnh chủ đầu tư. Trước tình trạng trên, đề nghị đơn vị nhà thầu khắc phục những tồn tại nêu trên để đảm bảo an toàn giao thông. Quốc lộ 5 là tuyến đường có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông rất lớn. Hiện nay trên tuyến đường này có rất nhiều đoạn không có vạch chỉ dẫn làn đường hay vạch chỉ dẫn làn đường bị mờ.
đã gây ảnh hưởng lớn đến tình hình trật tự an toàn giao thông. Có thể nói đây là một trong những bất cập dẫn đến mất trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 5 nhưng chậm được khắc phục. Qua ghi nhận, ngoài những điểm vạch chỉ dẫn làn đường bị mờ trên quốc lộ 5, còn có những nơi không có vạch chỉ dẫn làn đường dành cho các phương tiện. Việc vạch chỉ dẫn làn đường bị mờ và không có đã gây ảnh hưởng lớn đến quá trình tham gia giao thông đối với người và phương tiện giao thông. Tôi biết là tôi vi phạm làn đường nhưng do quốc lộ 5 này vạch kẻ đường hơi mờ nên tôi đã đi lấn làn. Vâng, tôi đề nghị là ban quản lý quốc lộ 5 này là sơn rõ vạch kẻ đường để cho anh em lái xe chúng tôi là chấp hành cho đúng. Biết là vi phạm lỗi làn đường nhưng thực ra thì vạch kẻ đường ở đây nó mờ quá. Là đi trời nắng nữa chúng tôi cũng nhìn không rõ lắm. Không chỉ gây khó khăn cho các phương tiện tham gia giao thông, gây mất an toàn giao thông mà tình trạng vạch chỉ dẫn làn đường bị mờ còn gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm giao thông. Nguyên nhân là do không có căn cứ để xử lý đối với những phương tiện vi phạm. Hiện tại thời điểm bây giờ quốc lộ 5 này mình không thể xử lý được cái lỗi về phần làn đường. Đấy, vì cái hệ thống về vạch kẻ đường của trên quốc lộ 5 bị mờ hết rồi. Đấy, vì thứ hai nữa là nó không theo đúng cái quy chuẩn của Bộ Giao thông Vận tải. Mình đề nghị là các cơ quan chức năng là bây giờ hiện giờ là sơn lại hệ thống bên sơn kẻ đường cho nó chuẩn chỉ đúng theo quy định của quy chuẩn 41 đề ra để anh em dễ xử lý. Trên các tuyến đường vạch chỉ dẫn làn đường là quy định bắt buộc dành cho mỗi một loại phương tiện khác nhau khi tham gia giao thông. Các phương tiện tham gia giao thông khi đi đúng phần đường làn đường sẽ góp phần đảm bảo tình hình trật tự an toàn giao thông. Do đó, để đảm bảo tình hình trật tự an toàn giao thông, đề nghị chủ đầu tư cùng đơn vị quản lý và khai thác quốc lộ 5 cần sơn lại vạch chỉ dẫn đường để các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến được thuận lợi, an